nhà đất Hồng Sơn mến chào quý khách rất vui được gặp lại quý anh chị quý hàng các anh chị đầu tư đang xem trên kênh YouTube nhà đất Hồng Sơn buổi chiều đọc trời hôm nay Hồng Sơn sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn nhà góc hai mặt tiền như biệt thự mini nhà thiết kế một trệt một lầu trên cùng chủ nhà lập ngói Thái nhà có vị trí hai mặt tiền rất là đẹp quý vị nha và có thêm lối thoát hiểm phía sau nữa nhà mình có ba mặt thoáng diện tích chiều ngang 8m, chiều dài 17m. Đây là vị trí mặt tiền bên hông của căn nhà. Phía bên hông đây có cửa đi bên hông quý vị nhé. Và phía sau có thêm lối thoát hiểm rộng tầm khoảng 2m ở phía sau nữa. Một căn nhà có 3 mặt thoáng. Đây quý vị, đây là khu vực phía sau này. Và trên đây là nóc của căn nhà được chủ nhà lập ngói Bên hông thì được chủ nhà trồng hàng dừa ở bên hông đây quý vị. Nhà này có đường bên hông rộng tầm lòng đường 10m, vỉa hè mỗi bên là 3m và đường phía trước lòng đường rộng tầm 8m và vỉa hè mỗi bên là 3m quý vị nhé. Khu vực này thì mình có thể để xe hơi ở ngoài thoải mái luôn vì nhà này được nằm trong một khu dân cư thông thoáng đây quý vị. Phía trước đều để xe hơi, xe ô tô ở ngoài. Và ở đây thì có quán ăn, tạp hóa, cà phê quý vị nhé. Và đây mình nhìn à, trực tiếp cái mặt tiền căn nhà này. Diện tích chiều ngang 8 m chiều dài 17 m Mặt tiền đường trước thì được chủ nhà thiết kế theo dạng à, mái thái hình chữ A, ban công vuông, rất là đẹp. Nhà có hướng Tây, công năng gồm có sân đậu xe hơi để được tầm hai chiếc xe hơi. Nhà này có phòng khách, phòng bếp rộng, tổng có 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh cộng với phòng giặt, phòng thờ và có sân thượng phía trước khá là rộng. Trong đây là khu vực à, sân của căn nhà. Ở đây thì mình có à, sân đậu xe hơi riêng. Ngoài đây thì có lớp cửa cuốn ở đây quý vị nha. Mình để trong đây được à một chiếc xe 7 chỗ. Và bên đây mình có thể để ở ngoài thêm được một chiếc 7 chỗ hoặc là xe bán tải thoải mái luôn quý vị. Sân phía trước này khá là rộng và ở đây thì có một cái tiểu cảnh ở đây được chủ nhà đắp sỏi lên đây quý vị nhé. Ở dưới thì có một cái hồ cá coi nhỏ nhỏ khu vực này. Đây quý vị. Chủ nhà để lại toàn bộ nội thất trong nhà cho quý vị khi mua về ở căn nhà này. Ở đây là một lớp cửa gỗ đỏ đây quý vị nhé. Đây có lớp cửa gỗ đỏ khá là lớn khu vực này và di chuyển ở trong là khu vực phòng khách sàn thì được chủ nhà lót gạch bóng kính loại 1 khổ 80 80 ở đây thì có một bộ bàn ghế hương đá ở đây quý vị chủ nhà sẽ để lại toàn bộ nội thất hiện trạng trong nhà cho quý vị khi mua về ở căn nhà này bên đây là một cái vách ngăn cách giữa khu vực gara xe hơi và phòng khách trần thì được chủ nhà làm trần gỗ ở trên kết hợp với đèn chùm đèn led đèn chiếu sáng ở trên và cửa đây thì có dèm đầy đủ hết rồi quý vị một căn nhà số hồng duyên thổ cư 100 căn nhà này được chủ nhà giảm giá còn 6 tỷ 300 triệu đồng vẫn còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà cô chú anh chị xem được video này nếu thấy căn nhà này đẹp hợp lý có nhu cầu đi xem hãy liên hệ với Hồng Sơn theo số 0973 114 255 hoặc số 0983 155 009. Hẹn gặp Hồng Sơn ở ngã tư Miếu Ung Cù hoặc cây xăng Hạnh Nguyên hoặc là ngã tư Bình Chuẩn. Hồng Sơn sẽ dẫn quý vị xem trực tiếp căn nhà này. Nhà này có địa chỉ tại phường Tân Phước Khánh thuộc thành phố Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương. Vị trí này thì giáp danh với thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ở đây thì có thêm một bộ bàn ghế ăn bằng gỗ hương đá tự nhiên luôn quý vị nhé. Và ở đây thì có lối đi ở bên hông này, ở đây thì có cửa sổ bếp thì được chủ nhà làm hai dàn tủ trên và dưới ở trên thì mình sẽ có quạt trần ở trên đây quý vị một căn nhà được chủ nhà đi trần gỗ hết khá là đẹp luôn quý vị nha và nhà này có phòng ngủ tầng trệt khu vực đây là phòng vệ sinh ở tầng trệt dành cho khu vực tầng trệt quý vị nhé và đây là phòng ngủ này phòng ngủ tầng trệt có cửa sổ ra phía sau, nơi lối thoát hiểm rộng 2 m mà quý vị xem lúc đầu đây quý vị. Ở đây thì có giường, bàn đêm cũng như là tủ áo ở đây. Phòng ngủ trong đây cũng được chủ nhà đi uh, trần gỗ, trong đây khá là đẹp quý vị. Một căn nhà sổ riêng tủ cư 100%, diện tích ngang 8 sâu 17 m. Góc hai mặt tiền như biệt thự mini. Giá còn 6 tỷ 300 triệu đồng, vẫn còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Cô chú anh chị đang xem được video này Nếu thấy căn nhà này đẹp hợp lý Có nhu cầu đi xem Hãy liên hệ trực tiếp với Hồng Sơn Để có giá tốt nhất Mình di chuyển lên lầu trên Tham quan chi tiết ở trên Ngoài căn nhà này ra Bên nhà đất Hồng Sơn còn rất nhiều sản phẩm Có đăng trên Zalo hoặc là Facebook Cũng như TikTok mà trên YouTube này không đăng hết được. Quý vị truy cập vào Zalo để xem thêm nhiều à, lô đất hoặc là những dãy trọ hoặc là những căn nhà giá rẻ công nhân, nhà cũ, Hồng Sơn không có đăng trên YouTube mà đăng trên Zalo quý vị nhé. Lên lầu trên có thêm 3 phòng ngủ nữa. Và đây là phòng ngủ thứ hai của căn nhà có cửa sổ phía sau. Tất cả đã được chủ nhà đi đường chờ, máy lạnh cũng như là cáp nét đầy đủ hết rồi quý vị. Và đây là cái phòng vệ sinh chung dành cho hai phòng ngủ hai bên. Đây quý vị lầu trên này có 3 phòng ngủ trong đó có một phòng ngủ có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng đây là khoảng à, sinh hoạt chung và đây là phòng ngủ thứ ba của căn nhà này phòng ngủ này thì có cửa sổ bên hông quý vị nhé trần thì được chủ nhà đi trần chỉ thạch cao và đi phào chỉ dắt vàng cũng khá là đẹp luôn bên đây có cái ban công bên hông bên hông này là hướng bắc quý vị này và hướng chính diện đây là hướng tây ở đây thì có cái sân thượng khá là rộng rãi khu vực này mình kê bàn ghế ngủ uống trà uống cà phê về buổi chiều buổi tối sau những ngày làm việc thì rất là thoáng mát quý vị nha. sân thượng khá là rộng ở đây có thêm lớp cửa đã gắn rèm rồi và chủ nhà thiết kế một cái phòng thờ ở trên đây quý vị nhé thờ đây và kế bên đây là cái phòng ngủ thứ tư phòng ngủ này là rộng nhất và có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng đây là phòng vệ sinh riêng trong uh, cái phòng ngủ thứ tư của vị này nội thất từ bồn cầu chầu rửa và tắm đứng massage xuyên thuyền bồn tắm nằm đầy đủ hết quý vị và đây là khu vực giường uh, tủ cũng như kệ tivi ở đây có ban công phía trước nha quý vị đang xem trên kênh youtube nhà đất hồng sơn chuyên nhận review mua bán ký gửi nhà đất khu vực tỉnh Bình Dương như thành phố Di An, thành phố Thuận An, thành phố Tân Nguyên và thành phố Thủ Đức. Quý vị đang có nhu cầu cần mua, cần bán hãy liên hệ trực tiếp với nhà đất Hồng Sơn để trao đổi trực tiếp theo số điện thoại trên màn hình. Video của Hồng Sơn đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào video tiếp theo.